Xin chào các bạn, ngày hôm nay điều mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là liên quan tới bản báo cáo mới nhất được chia sẻ bởi IMF hay là International Monetary Fund, Quỹ tiền tệ quốc tế thì IMF đã đưa ra một cái bản báo cáo cho thấy được là IMF tin tưởng đó chính là trong năm nay tại vì dịch bệnh chúng ta sẽ thấy được một cái cuộc suy thoái mà còn trầm trọng hơn là cái đại suy thoái năm 2008 và chỉ đứng sau cái đại khủng hoảng nghĩa là những năm 1930 thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những cái tài liệu được chia sẻ bởi IMF là như thế nào nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì các bạn đừng quên những cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển ngày hôm nay là ngày 14 tây tháng 4 năm 2020 là thứ ba Hoa Kỳ thì trước hết chúng ta hãy nhìn vào một số những tài liệu tổng quát của thị trường hôm nay thì nhìn vào chứng khoán của Hoa Kỳ các bạn thấy được là các chỉ số ngày hôm nay đều đã tăng lên. Chỉ số Nasdaq tăng lên 3,95%, chỉ số S&P 500 tăng 3,06% và chỉ số Dow Jones tăng 2,39%. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào các tài liệu hợp đồng tương lai thì bây giờ các bạn thấy được là hợp đồng tương lai của Dow Jones ngày mai là có cái dấu hiệu là đi xuống tại vì hợp đồng tương lai bây giờ là xuống 0,49%. S&P 500 là xuống 0,63% và Nasdaq hợp đồng tương lai là xuống 0,46%. Có nghĩa là nếu cứ tiếp tục thì ngày mai chúng ta lại thấy một ngày đi xuống ở khu thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ. Nhưng mà tình hình hiện tại thì sẽ đi xuống không có nhiều. Nhưng mà các bạn thấy được là trong vòng chỉ có mấy ngày nay thì một ngày thị trường lên, một ngày thị trường xuống. Thì tại sao thị trường lại lên xuống liên tục như vậy mà không có xu hướng rõ ràng? Tại vì các bạn thấy được là hiện bây giờ chúng ta nhận được rất nhiều những cái tin tức tốt liên quan đến tiến triển dịch bệnh, cho nên đã làm cho nhiều nhà đầu tư thì có cái sự nhẹ nhõm hơn và có cái sự lạc quan hơn. Nhưng mà cộng vào đó thì có một số nhà đầu tư bây giờ thì vẫn đang lo lắng là tình hình của các công ty sau dịch bệnh như thế nào, không hẳn là những công ty đó có thể là tiếp tục kiếm được lợi nhuận mà nhiều người mong muốn. Cho nên bây giờ các bạn thấy là các nhà đầu tư thì có một số người nghĩ là bây giờ là cơ hội tốt để mà mua được cổ phiếu giá rẻ, nhưng mà một số nhà đầu tư lại nói là không hẳn như vậy, tại vì các công ty này sau dịch bệnh không biết là tiến triển của công ty đó như thế nào không biết được là cái sự ảnh hưởng của dịch bệnh có ảnh hưởng đến công ty đó lâu dài hay là không cho nên bây giờ các bạn thấy là giá cổ phiếu cứ một ngày lên một ngày xuống tại vì không có xu hướng rõ ràng mọi người đều có suy nghĩ riêng và các bạn thấy được là khi chúng ta nhìn vào tình hình của châu Á ngày hôm nay thì chỉ số Nikkei của Nhật Bản hôm nay đã xuống 0,44% chỉ số Shanghai của Thượng Hải thì hầu như là không có sự thay đổi và chỉ số Hang Seng của Hồng Kông thì lên 0,34%. Về giá vàng thì các bạn thấy là hôm nay tuy đã đi xuống khoảng chừng là 1%. Hôm qua là một ounce vàng là khoảng 1780, bây giờ là 1751 thì cũng không có sự thay đổi lớn. Và khi chúng ta nhìn vào dầu thì dầu bây giờ chỉ còn có 20 .46 đồng 46 cent. Sau khi mà chúng ta thấy được là cái sự chấp nhận các giảm dầu của các quốc gia. Các giảm 9,7 triệu thùng dầu mỗi ngày bắt đầu từ 1 đến tháng 5. Nhưng mà bây giờ thì nhiều người lại nói là cái số lượng dầu mà các quốc gia chấp nhận các giảm đó có thể là không đủ để mà giữ được giá dầu cho nên bây giờ các bạn thấy là giá dầu vẫn ở cái mức là cực kỳ thấp chỉ có 20 đô 47 cent cho một cái thùng dầu còn về Bitcoin thì như thế nào các bạn thấy là Bitcoin bây giờ thì không có sự thay đổi lớn hôm nay vẫn xoay quanh cái mức là 6.900 đô thì chúng ta cũng đã nói tới rất nhiều lần là Bitcoin bây giờ xu hướng vẫn tiếp tục gắn liền với lại tình hình kinh tế nói chung ngoại trừ là có một tin tức nào rất là lớn nếu không thì Bitcoin cũng sẽ không có một cái xu hướng riêng Chúng ta thấy được là chỉ còn có 30 ngày nữa là sẽ tới cái hiện tượng bình của Bitcoin các bạn có nghĩ là cái hiện tượng halving sẽ ảnh hưởng làm cho bitcoin đi theo một cái xu hướng riêng trong thời gian 30 ngày tới đây hay là không? các bạn hãy comment ở phía dưới. Và một điều mà làm cho nhiều nhà đầu tư có cái sự lạc quan hơn ngày hôm nay đó chính là cái lời phát biểu của tổng thống trump thì tổng thống trump nói là có một số những tiểu bang thì tổng thống trump tin tưởng là có thể mở cửa lại vào ngày 1 tới tháng 5 hoặc là trước đó Đương nhiên đây chỉ là cái lời nói của tổng thống trump chúng ta vẫn chưa biết được những cái tài liệu chi tiết là như thế nào thì tổng thống trump nói là trong vòng vài ngày tới đây thì sẽ có những cái chi tiết được chia sẻ là khi nào thì nước mỹ mới mở cửa trở lại và sẽ mở cửa theo tiểu bang tại vì mỗi tiểu bang đều khác nhau và các bạn cũng đã biết là cái lệnh mà đóng cửa thì không phải là lệnh đưa ra từ uh, chính phủ liên bang không phải được đưa ra từ tổng thống trump mà là cái lệnh được đưa ra từ các tiểu bang thì bây giờ mở cửa lại thì cũng như vậy thống đốc các tiểu bang sẽ là những cái người mà sẽ đưa ra quyết định là có mở cửa hay là không các bạn cũng nên nhớ là cái bộ y tế và nhân sinh của hoa kỳ cũng đã lên tiếng nói là cái nguy hiểm mà mở cửa trở lại quá sớm có thể dẫn đến việc là dịch bệnh sẽ lại lan tỏa cho nên bây giờ thường cũng không dám chắc là sẽ có những tiểu bang nào mà dám mở cửa trước ngày 1 tháng 5 hoặc là mở cửa ngày 1 tháng 5 tại vì trách nhiệm rất là lớn chúng ta nhận được tiếng tin tức là những cái tiểu bang À, chi tiết hơn là 6 tiểu bang ở miền Đông Bắc của Hoa Kỳ trong đó có tiểu bang New York và New Jersey thì họ đang xem xét tình hình lợi hại của mở cửa lại như thế nào. Đương nhiên về mặt Cali, nơi mà thường ở thì thường chưa nghe được tin tức nào về thấm đốc Cali là khi nào thì Cali mới mở cửa lại. Bây giờ thì chúng ta hãy nói tới cái báo cáo mới nhất được chia sẻ bởi IMF. Và để hiểu được cái tầm quan trọng của báo cáo này thì chúng ta phải hiểu được hai điều. Điều đầu tiên đó chính là IMF hay là International Monetary Fund đây là một tổ chức như thế nào và thứ nhì là cái báo cáo này là xoay one GDP hay là tổng sản phẩm trong nước thì GDP là một cái thước đo như thế nào. Chúng ta phải hiểu được hai điều này. Và đầu tiên chúng ta sẽ nói tới IMF, Quỹ tiền tệ quốc tế là một tổ chức mà đã được thành lập và bắt đầu năm 1945. Bây giờ là có tổng cộng là 189 quốc gia tham gia vào cái tổ chức này. Và tổ chức này là được đặt ở Washington DC, có nghĩa là ở Hoa Kỳ và tổ chức này là sẽ có một số nhiệm vụ trong đó các bạn thấy được là có nhiệm vụ thúc đẩy sự hợp tác tiền tệ toàn cầu có nghĩa là những cái quốc gia mà tham gia vào cái tổ chức này thì những chiến lược tiền tệ sẽ được thông qua và được hợp trong tổ chức này để đảm bảo là những chiến lược đó là không ảnh hưởng đến những cái quốc gia khác. Thứ nhì là đảm bảo ổn định tài chính. Thứ ba là tạo lợi nhuận cho các quốc gia mà tham gia vào cái tổ chức này có thể là thông thương với nhau. Và kế tiếp là thúc đẩy cái sự tăng trưởng kinh tế bền vững của các quốc gia, hội viên. Và cuối cùng là làm sao để mà giảm đi cái nạn nghèo trong những quốc gia này cũng như là giảm đi cái phần trăm thất nghiệp của những quốc gia mà tham gia vào tổ chức này. Cho nên các bạn thấy được là đây là một cái tổ chức mà có cái tầm quan trọng rất là lớn Thì cái báo cáo này của IMF nói là chúng ta sẽ thấy được là cái dịch bệnh này sẽ dẫn đến là cái tình hình kinh tế toàn cầu sẽ đi vào một cái tình hình suy thoái mà còn nặng hơn là đại suy thoái của năm 2008 thì đứng sau của đại khủng hoảng của năm 1929 1930 thì tại sao IMF lại nói như vậy dựa vào tài liệu gì dựa vào GDP gross domestic product thì gross domestic product là gì Gross Domestic Product là tổng sản phẩm trong nước Đây hiểu một cách đơn giản thì khi mà các bạn nhìn vào một cái công ty thì làm sao các bạn mới biết được là công ty này là một công ty đang tăng trưởng tình hình kinh tế công ty này như thế nào thì các bạn nhìn vào những cái tài liệu như là thu nhập công ty này ra sao cái sản phẩm hay là dịch vụ công ty này đưa ra thì được tiêu thụ như thế nào đó là những cái tài liệu mà các bạn nhìn để mà biết được là một công ty có cái sự tăng trưởng hay là có tình hình có tốt hay là không thì nếu như chúng ta nhìn vào một quốc gia thì để biết được là quốc gia đó là đang tăng trưởng hay là đang suy thoái thì chúng ta nhìn vào một cái tài liệu gọi là GDP thì đây là một cái thước đo coi coi là sức khỏe của cái quốc gia đó về mặt kinh tế là như thế nào thì GDP quan trọng tại sao? Tại vì tổng sản phẩm trong nước là theo dõi sức khỏe của nền kinh tế của quốc gia đó Thứ nhì là nó đại diện cho giá trị của tất cả các hàng hóa hay là dịch vụ trong một khoảng thời gian cụ thể ở trong quốc gia đó và những cái nhà đầu tư, những nhà kinh tế thì dùng cái chỉ số GDP này để mà xác định là quốc gia đó là đang tăng trưởng hay là đang suy si thoái và dựa vào cái tài liệu này thì họ sẽ đưa ra quyết định là đầu tư ở đâu, đầu tư vào nền kinh tế nào. Tại vì một nền kinh tế mà có GDP thấp, tổng sản lượng trong nước thấp, có nghĩa là những công ty trong nước đó không có tạo ra được nhiều sản phẩm hay là dịch vụ, cũng đồng nghĩa là cái thu nhập của các công ty trong quốc gia đó sẽ thấp hơn, có nghĩa là cổ phiếu giá sẽ thấp hơn cho nên họ sẽ không có cái hứng thú để mà đầu tư cho nên gdp là một cái thước đo rất là quan trọng khi mà chúng ta nói tới là các nhà đầu tư trên thế giới lựa chọn đầu tư ở đâu cho nên cho bạn thấy được là tại sao mà có rất nhiều những nhà đầu tư quốc tế đầu tư vào thị trường của hoa kỳ đó chính là tại vì họ tin tưởng vào cái nền kinh tế của hoa kỳ tin tưởng vào những cái sản phẩm cũng như dịch vụ của các công ty hoa kỳ sẽ được tiêu thụ rộng rãi và sản xuất nhiều cho nên các công ty đó sẽ có nhiều thu nhập nghĩa là cổ phiếu sẽ có giá cho nên cho bạn thấy được là báo cáo về GDP của IMF là một báo cáo mà rất nhiều người quan tâm tới. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào những chi tiết được đưa ra bởi IMF, quỹ tiền tệ quốc tế. Thì quỹ tiền tệ quốc tế, IMF ngày hôm nay đã nói là bây giờ họ gọi cái thời kỳ mà chúng ta đang ở gọi là Great Lockdown, người ta đại Lockdown. Các bạn cũng đã nhớ là năm 1929 thì thời kỳ khủng hoảng đó gọi là Đại khủng hoảng. Năm 2008 suy thoái toàn cầu thì gọi là Đại suy thoái. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì họ gọi là Đại Lockdown thì đây là một cái thời điểm mà IMF nghĩ là chúng ta sẽ có sự suy si thoái về GDP xuống tới cái mức là 3% trong năm 2020 này. Các bạn thấy được là nghe nói GDP xuống 3% toàn cầu thì không phải là một con số lớn nhưng mà thật ra đây là một con số rất là lớn. Tại vì các bạn có thể thấy được là trên màn hình từ năm 1980 cho tới bây giờ thì chúng ta chưa hề có cái năm nào mà đi xuống nhiều tới như vậy. Chứng đó năm nay là xuống tới 3% ngay cả khi mà chúng ta so sánh với cái đại suy thoái năm 2008, năm 2009 thì chỉ xuống có 0,1% cho nên xuống 3% là con số xuống rất là đáng kể Các bạn thấy được là xuống 3% này khi chúng ta quy ra đô la thì tương đương với lại 9.000 tỷ đô la có nghĩa là còn nhiều hơn là nền kinh tế của Nhật Bản và Đức Cộng lại và tuy nhiên không phải là cái gì cũng xấu các bạn thấy được là năm sau thì IMF lại dự đoán là chúng ta sẽ có cái sự tăng trưởng về GDP toàn cầu rất là cao 5,8% phần trăm cao hơn là những năm trước đây một sự tăng trưởng rất là mạnh năm nay đi xuống nhưng mà năm sau thì IMF rất là lạc quan về tình hình kinh tế của năm sau và tất cả những cái dự đoán này là dựa vào là IMF tin tưởng là dịch bệnh sẽ giảm từ cái mức là nửa năm sau sẽ không còn là một vấn đề lớn các nền kinh tế sẽ bắt đầu hoạt động lại nhưng mà chẩn đoán là GDP sẽ bị giảm 3% toàn cầu và đương nhiên nếu như mà dịch bệnh không có giảm thì cái tình hình xấu nhất IMF dự đoán là có thể giảm tới 8% và sẽ ảnh hưởng tới cái năm 2021. 8% đi xuống là một con số rất là lớn khi chúng ta nói tới là GDP toàn cầu mà bị giảm tới 8%. Thì không phải nước nào chúng ta cũng thấy cái sự giảm là 3%, 3% là cái giảm toàn cầu tính theo trung bình nhưng mà những nước như là nước Hoa Kỳ thì đầu năm nay là Hoa Kỳ chứng đoán là sẽ có cái sự tăng trưởng của GDP là 2%. Nhưng mà bây giờ thì chứng đoán là Hoa Kỳ từ đây cuối năm có thể giảm tới là 5,9%. Và chúng ta cũng đang thấy là Hoa Kỳ coi như cũng đã kết thúc cái thời kỳ tăng trưởng dài nhất trong lịch sử khi chúng ta nói tới nền kinh tế. Kinh tế của Hoa Kỳ là tăng trưởng từ năm 2009 sau khi mà khủng hoảng tài chính là toàn cầu xảy ra. Thì Hoa Kỳ nền kinh tế đã bắt đầu phát triển từ năm 2009 cho đến năm 2020, tôi nghĩ là đã tăng trưởng 11 năm, một cái thời kỳ tăng trưởng mà dài nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Bây giờ cũng đã coi như đã kết thúc và chúng ta sẽ bắt đầu một cái chu kỳ mới. Nhưng mà năm sau thì Hoa Kỳ dự đoán là GDP sẽ tăng khoảng 4,7%, còn vì châu Âu thì châu Âu năm nay dự đoán là GDP sẽ giảm tới 7,5% tại vì IMF tin tưởng là cái sự ảnh hưởng của dịch bệnh ảnh hưởng tới nền kinh tế của châu Âu quá lớn từ đây cuối năm GDP có thể giảm xuống tới 7,5%. Tuy nhiên năm sau thì cái phần trăm tăng trưởng dự đoán thì cũng tương tự như là Hoa Kỳ 4,7%. Nếu ta nhìn vào một số những cái quốc gia khác thì các bạn thấy được là tùy theo quốc gia, những quốc gia mà đang phát triển như là Hoa Kỳ hay là Châu Âu thì những quốc gia đó sẽ có cái sự giảm về GDP lên tới con số là 6,1% hay là chúng ta thấy là Châu Âu chứng đoán là xuống tới 7,5%. Nhưng mà những quốc gia mà đang phát triển thì cái phần trăm giảm của GDP chẩn đoán là sẽ thấp hơn là trung bình là khoảng 1% nhưng mà đặc biệt là trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ thì bây giờ là vẫn chuẩn đoán là từ cuối năm vẫn có cái sự tăng trưởng về GDP Trung Quốc sẽ có sự tăng trưởng là khoảng 1,2% và Ấn Độ sẽ có cái sự tăng trưởng là 1,9% có nghĩa là không phải quốc gia nào trên thế giới cũng thấy cái sự giảm về phần trăm GDP của năm nay Trung Quốc và Ấn Độ là hai cái thí dụ điển hình cho những quốc gia mà vẫn có cái sự tăng trưởng năm nay. Tuy nhiên cái phần trăm tăng trưởng này đã thấp hơn so với cái chuẩn đoán trước đây rất nhiều. Còn về xuất nhập khẩu thì các bạn thấy được là về giao dịch của các quốc gia thì năm nay chuẩn đoán là các quốc gia sẽ bị giảm đi là 11%. Con số giảm rất là cao so với lại trước đây các bạn thấy được là khi mà khủng hoảng kinh tế năm 2008, năm 2009 xảy ra thì lúc đó giảm 10,4% thì cái đợt giảm kỳ này cũng cao nhưng mà cũng coi như là tương đương với năm 2008, năm 2009 nhưng mà năm sau thì cũng như là GDP giao dịch của các quốc gia cũng sẽ hồi phục lại ở cái mức là 8,4% thì cái tình hình hiện tại có nghĩa là quỹ tiền tại quốc tế IMF nghĩ là từ đây cuối năm nền kinh tế của quốc tế là sẽ trên xu hướng đi xuống chứ không có cái sự hồi phục lại hồi phục là phải năm 2021 và từ đến cuối năm các bạn thấy được là còn khoảng thời gian rất là dài bây giờ chỉ có tháng tư có nghĩa là chúng ta còn tới 8 tháng nữa và trong 8 tháng này IMF nói là các quốc gia phải tiếp tục để mà hỗ trợ nền kinh tế của họ bằng cách là đưa ra hai cái điều điều đầu tiên đó chính là liên quan tới ngân hàng trung ương của các quốc gia hay là ở Hoa Kỳ chúng ta có Fed cục dự trữ liên bang thì cục dự liên bang hay là ngân hàng trung ương của các quốc gia là phần lớn là quản lý cái gì phần lớn là họ quản lý những cái phần trăm lãi suất mà họ cho các công ty mượn các ngân hàng mượn và dựa vào lãi suất lên hay là xuống họ sẽ điều hành được cổ máy kinh tế của quốc gia đó và bây giờ thì hầu như những quốc gia lớn như là các bạn thấy là hoa kỳ ở châu âu thì lãi suất đưa ra từ ngân hàng trung ương hay là cục dự liên bang đã xuống cái mức là thấp nhất là 0% Bây giờ thì những gì mà Fed có thể làm được cũng rất hạn chế Các bạn cũng đã thấy được là ở Hoa Kỳ thì Fed muốn bơm thêm 2,3 nghìn tỷ đô la để mà hỗ trợ những công ty lớn Chúng ta cũng đã nói tới cái tin tức này cách đây khoảng chừng vài ngày Nhưng mà các bạn thấy được là những tin tức mà đưa ra từ cục chữ liên bang hay là ngân hàng trung ương của các quốc gia thì hầu như là không có sự ảnh hưởng lớn Tại vì cái dịch bệnh này đã khiến cho cái nền kinh tế hầu như là bị tê liệt cho nên giảm lãi suất cũng không có kích hoạt được nền kinh tế, không có làm cho những cái nhà đầu tư cảm thấy là có lòng tin về thị trường chứng khoán. Nhưng mà các bạn thấy được là khi chúng ta nói tới một cái mặt khác, đó chính là những nỗ lực mà chính phủ có thể làm. Có nghĩa là chính phủ bây giờ là phải nhúng tay vào, không có thể nào mà ngồi đó chờ cục giữ liên bang giảm lãi suất nữa, tại vì lãi suất đi giảm tới con số 0, thì những gì mà chính phủ có thể làm, có nghĩa là gì? Có nghĩa là đưa tiền tới cho các công ty đưa tiền tới tận tay cho những cái công dân của quốc gia đó để cho kích thích cái nền kinh tế trở lại cho nên các bạn thấy được là có những cái gói hỗ trợ đã được đưa ra chúng ta nói rất nhiều về gói hỗ trợ của Hoa Kỳ tại vì đây là một gói rất là lớn 2.000 tỷ đô la và các bạn thấy được là trong đó có để ra một số tiền cho cái công ty nhỏ mượn để ra một số tiền để mà đưa cho những cá nhân những công dân mà bây giờ là đang gặp khó khăn tại vì dịch bệnh họ không đi làm được hay là bị sa thải và tăng lên cái số tiền mà thất nghiệp mà người ta có thể nhận được nhưng mà những cái quốc gia khác này cũng không kém Các bạn thấy được là khi chúng ta nhìn vào Hoa Kỳ Thì Hoa Kỳ các bạn thấy được là tính theo cái phần trăm của GDP Thì số tiền mà bơm vào thị trường của chính phủ là bơm khoảng chừng là 10% của GDP Còn nước Đức thì bơm cái số tiền là tương đương khoảng 4,5% của GDP của nước Đức vào trong thị trường Còn Nhật Bản thì bơm cái số tiền là lên tới 20% của GDP vào trong thị trường Nhật Bản để mà hỗ trợ nền kinh tế nhưng mà bây giờ thì IMF vẫn khuyến khích các ngân hàng trung ương, Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục hỗ trợ thị trường, các chính phủ tiếp tục để mà kích thích thị trường, đưa những cái gói hỗ trợ để giảm đi cái sự ảnh hưởng của dịch bệnh đối với nền kinh tế. Và nếu như mà không đủ thì các bạn thấy được là cuối cùng IMF cũng nói là nếu như mà không đủ thì IMF có thể đưa ra số tiền là khoảng 1.000 tỷ đô la. Và cái số tiền này là để riêng ra để cho các thành viên quốc gia có thể tới quỹ tiền tệ quốc tế để mà mượn cái số tiền này nếu như mà cần thiết cho thấy được là các quốc gia thì đưa ra các gói hỗ trợ để mà hỗ trợ các công ty và bây giờ thì IMF lại đưa ra cái gói hỗ trợ để hỗ trợ các quốc gia và đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay các bạn nghĩ sao về những tài liệu này thì các bạn hãy comment ở phía dưới và tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều tài liệu giá trị trong video này và nếu như mà bạn là một trader và bạn thích ủng hộ kênh thì các bạn có thể tham gia vào những sàn giao dịch như bạn hỏi thuận là những sàn giao dịch thì link ở đâu các bạn chỉ cần bấm vào cái link ở phía dưới video này thì sẽ dẫn các bạn tới cái trang mà các bạn đang nhìn thấy trên màn hình thì nếu như mà bạn thích trade margin thì các bạn có thể tham gia vào sàn NAPX hay là sàn Bybit các bạn có thể bấm vào cái nút đăng ký hay là cái nút tham gia sàn nếu như các bạn tham gia vào sàn NAPX thông qua link của thuận Capital thì các bạn có thể bấm vào nút kế bên đăng ký để được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là có tính hiệu trị miễn phí đó là nếu như các bạn đăng ký trên sàn StepX nếu các bạn đăng ký trên sàn Bybit thì các bạn có thể được thưởng 90 đô la và cái phí giao dịch sẽ được giảm 10% trong cái tháng đầu tiên và sàn Bybit hiện tại thì có một cái promotion nếu như mà các bạn mở chương mục trong vòng 30 tiếng đồng hồ cái lúc mà thường đang làm cái video này thì các bạn có thể được thưởng thêm 2% cái số tiền mà các bạn gửi vào trong sàn và tối đa là 60 đô la. Tuy nhiên là nếu các bạn muốn được thêm 2% số tiền các bạn gửi vào trên sàn thì các bạn phải đăng ký thông qua liên thuận capital sau đó là nạp tiền trong vòng 30 tiếng đồng hồ tới đây và cái số tiền thưởng cao nhất là 60 đô la có nghĩa là tối đa các bạn chỉ có thể để vào 3.000 đô để được thưởng 60 đô la đó là sàn Bybit và cái sàn margin thì không dành cho những bạn mới chỉ thích hợp cho những bạn nào mà có kinh nghiệm trading tại vì chơi margin rất là nguy hiểm có cái cơ hội lợi nhuận cao nhưng mà cái nguy hiểm cũng rất là cao các bạn có thể lon các bạn có thể short thì trường lên xuống các bạn đều có thể kiếm được tiền nhưng mà các bạn phải cẩn thận và nếu như mà các bạn muốn giao dịch All coin thì các bạn có thể tham gia sàn Binance Tham gia thông qua link của Thuần Capital các bạn sẽ được giảm 10% phí giao dịch Sau khi mà giao dịch sàn sẽ trả lời 10% vào trong bí của các bạn và ba sàn này là ba sàn quốc tế nếu như các bạn là một người ở hoa kỳ thì các bạn có thể tham gia sàn coinbase link cũng sẽ nằm ở phía dưới màn hình và ngoài chỉ các video các bạn có thể tìm thấy các bài viết ở trên thuận capital com và thuận xem gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn